còn tham đắm, trụ chấp, dính mắc, lục trần. Đó là nguyên nhân gây ra ác nghiệp. Sáu căn tiếp với sáu trần, gây ra tội lỗi không ngừng một giây. Nơi bể khổ bơi vào lặng hụp, chốn tà đồ mãi dục chân bon. Đam mê nhân ngã bằng non, đi con đường quấy, bỏ con đường lành. Để nhắc nhở cho các vị khất sĩ giữ gìn sáu căn, đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực thất niệm. Phật kể cho các vị khất sĩ nghe một mẩu chuyện như sau. Một hôm nọ, có một con chim ưng thình lình đáp xuống chụp lấy một con chim cút, rồi bay vút lên cao. Con chim cút than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ bảo không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ, thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cút nói thế, chim ưng hỏi: vậy vùng nào mà cha mẹ mày bảo đừng ra khỏi? Chim cút trả lời: đó là vạt đất mới được cày. Chim ưng lấy làm lạ, bèn mang chim cút trả về chỗ cũ rồi nói: này cút, mày hãy liệu hồn, tao chỉ thả mày lần này thôi. Lần sau nếu bắt được mày, tao sẽ không thả đâu. Chim cút trở về vạt đất đã cày, leo lên đứng trên một hòn đất lớn rồi nói: này chim ưng, mày hãy xuống đây xem có thể bắt được tao hay không. Chim ưng nổi giận, dùng hết sức lực lao vút xuống. Chim cút thấy thế, lập tức chui xuống nấp dưới hòn đất. Chim ưng chẳng những không bắt được chim cút, mà còn va vào hòn đất quá mạnh, đến nỗi bị vỡ ngực, quay ra dãy chết. Này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh. Rời khỏi lãnh vực chánh niệm, tức là đi vào lãnh thổ của ma dương, thế nào cũng bị tai nạn. Sở dĩ con người ta bị tai ách, hoạn nạn và gây tạo ác nghiệp là vì quá đam mê dục lạc. Con người thường gây đau khổ cho nhau, tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc. Để đời sống cá nhân được an nhàn, càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi. Không biết đủ, dầu sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu. Tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại. Chính nó là nguồn gốc sinh ra mọi khổ đau. Ở thế gian, tham nhiều chừng nào là tự chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó. Tham là căn bệnh trầm kha khó trị. Người ta sống chưa tới 100 năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt cuộc đời chưa hết, vẫn còn dơ vét của thế gian. Tham lam, ích kỷ là bợn nhơ che mất ánh sáng trí huệ, nhận ngụy làm chân, gây ra vô số ác nghiệp. Hàng ngày, những vụ đâm chém, tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau, không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong kinh A Hàm, Phật dạy ngài Ma Ha Nam: sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc, nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ bêu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau. Ngoài xã hội dân chúng, vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ, lại khởi binh xâm lấn nước khác, gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành phạt đủ cách. Thật là dã man, mất hết nhân tính, giống như hung thần, ác quỷ, hổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế. Cho nên, Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu, dòng họ. Dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không quan hỷ giúp, thời chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của, họ lấy đó làm vui thích xin hoài. Nhưng quý vị nên nhớ, trong kinh Phật dạy, người trí thà để người ta thiếu nợ mình, chớ có thiếu nợ người, kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong Lương Hoàng Sám nói, oán thù xuất phát từ trong gia đình, thân bằng, quyến thuộc. Mới xem qua lấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm, xúc não lẫn nhau, có chút gì không vừa lòng, liền sanh tâm giận dữ. Anh em giành của, cha con trở mặt, chồng vợ ly hôn. Ông bà cha mẹ thường trách con cháu, hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ, cho đến anh chị em dòng họ, hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau. Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin, càng xin càng lấy làm không đủ, xin mãi người ta không cho, trở lại ôm lòng oán hận, tìm cách trả thù kết oán đời đời không thôi. Thế mới biết oán thù ba đời không ai xa lạ, đều là bà con thân thích chúng ta là nhóm oan gia. Nên có lời khuyên, xin nhiều người ghét kẻ phiền, xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay. Vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc khoan thai nhẹ nhàng. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta ít muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng tham vẫn còn, là tại vì họ bố thí để mong cầu phước báo gấp muôn lần của đã thí. Đó chỉ là tích phước về sau, chứ không dứt tánh tham. Muốn đoạn trừ tánh tham, Phật dạy phải bố thí tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí, làm cho chúng sanh hết khổ là mình vui, không mong cầu chi hơn, nguyện đem phước lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Bố thí như thế mới phù hợp lời Phật dạy, dứt hết phiền não, tham lam, mau thành tựu đạo quả. Là Phật tử phải nên giác ngộ, ham muốn nhiều khổ lụy càng sâu, nhọc nhằn sinh tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn, giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi, không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Để cho các hạng đệ tử biết được phương pháp tu hành, Ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép sát thái quá, ăn ngủ chừng mực để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thuở xưa Phật thường dạy Ngài Mahadam, ông nên biết dục không có gì là lạc, chỉ toàn là khổ. Nó rất nguy hiểm giống như rắn độc, phải mau tránh xa mới mong thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau. Nếu người nhiều tham dục nên quán bất tịnh, nếu yêu sắc đẹp quán thay chết bầm xanh, yêu dáng điệu quán thay sình chương nứt nẻ, yêu âm thanh quán người bệnh thở thoai thốt rồi tắt thở, yêu bóng dáng quán cửu khiếu hằng bài tiết ra những thứ bất tịnh, cho đến quần áo, mùng mền, chiếu gối, trong ngoài đều bất tịnh. Tổng quán được như vậy thì tận diệt được tâm điên đảo mê lầm ái nhiễm. Thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng khổ thêm, mất đi buồn thảm khổ lại hơn, mong cầu được dục không màng khổ. Dục nhân vô thường sanh sầu thảm, các thứ dục đó nên bỏ đi. Dĩ như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi tai họa đến. Những thứ dục cầu vui điên đảo, cùng dục vui dày không nhàm chán, thường cùng lửa dục chung một chỗ, bị nó thiêu đốt sanh tử mãi. Phật xưa cảnh tỉnh các đệ tử: ly dục ly ác bất thiện pháp. Người không tham dục, tâm thanh tịnh, vượt khỏi sanh tử ra ba cõi. Người tu phải lấy giới làm căn bản, nhiếp tâm theo công hạnh, xem nhẹ thân thể, quý trọng chân lý, duy trì mạng sống để tu tập thiền định. Phải thường hướng đến mục đích đắc đạo mà tinh tấn niệm Phật, tu chỉ quán để dứt trừ vọng tưởng. Giữ giới nhiếp các căn, biết tiết độ ăn ngủ, ý luôn luôn tỉnh giác, tự thanh tịnh hết khổ. Dầu là dục cõi trời, trí giả xả không tham, vui viễn ly ân ái, làm đệ tử Phật Đà. Vô dục thì vô úy, an lạc chẳng lo chi. Dục hết, kiết sử hết, sinh tử sẽ thoát ly. Này dục, ta biết rõ, ngươi tự nhớ tưởng sanh. Ta nếu không nhớ tưởng, ngươi tự nhiên không còn. Giặc tham dục hại mạng, như nhà buôn nhiều hàng, giữa đường hiểm ít bạn, nên người trí không tham. Tiểu Bộ Kinh tập 1. Kinh Pháp Cú Phật dạy: tham dục sinh ra lo, tham dục sinh ra sợ. Giải thoát không tham dục, đâu còn lo sợ gì. Nói tóm lại, nếu người nào cũng biết đủ, đổi cái ham muốn hung ác tội lỗi, ích kỷ hại nhân hại vật ra, làm cái ham muốn từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi người, lợi vật, lợi tất cả chúng sanh, thì từ trong gia đình cho đến xã hội, không còn kẻ giàu mạnh đàn áp người nghèo yếu. Có như thế, cảnh đời mới được thanh bình an lạc. Kinh Thập Thiện Nghiệp Phật dạy: nếu ai xa lìa tham dục, thời thành tựu được 5 món tự tại. 1. Ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ. 2. Của cải tự tại, oán tặc không thể cướp đoạt. 3. Phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật dụng đầy đủ. 4. Dương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được dâng hiến. 5. Những vật đã được thù thắng gấp trăm lần chỗ mong cầu, vì thuở xưa không ganh ghét bỏng sẻn. Đó là 5 món tự tài. Nếu đem hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được ba cõi hoan hỷ cung kính cúng dường. Ngược lại, trong Kinh A Hàm, Phật nói: chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác. Người đó về sau bị quả báo bệnh nằm liệt giường, khổ bức toàn thân, đau nhức vô cùng, cầu sống chẳng được, nguyện chết không xong, gieo nhân ác hiện tại, gặt lấy quả báo sầu đau. Sau khi chết, rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi sanh làm người hạ tiện, đói rách, khổ não triền miên. Kinh Giang nói: chúng sanh luân hồi trong 6 nẻo trả dai bất tận, đều từ tham dục mà ra. Tha Nguôi trong Kinh Phật đã chỉ rõ sự tai hại của tham dục. Chúng ta chớ có buông lung gây tạo ác nghiệp, mà phải ăn năn sám hối. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Người có nhiều tội lỗi mà chẳng biết hổ thẹn, tội dồn đến thân như nước chảy về biển, lâu ngày thành sâu nặng. Nếu người có tội lỗi, tự biết đó là tội lỗi, thành tâm sám hối, cải tà quy chánh, bỏ ác, tu thiện, tội lỗi tự tiêu dần, như người bệnh xuất hạn, lần lần được lành mạnh. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Để cảnh tỉnh lòng tham của người đời, Cổ Đức dạy: ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng cánh. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu tốt xấu cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật dính dao. Kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của thế làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dưỡng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền phụ bạc bất tài. Không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo vun trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làm mây. Thân ta còn rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. 9. Không sân nhuế. Sân nhuế là tính nóng nảy giận hờn. Hễ ai nói động đến mình một chút, hoặc làm trái ý nghịch lòng, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ chống đối tới cùng. Đó gọi là sân nhuế. Phật cấm sân hận, vì nó rất tai hại, giống như ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh. Vì thế, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân nổi lên thì 100.000 cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật vậy, có lắm người không ngăn được cơn tức giận, đánh đập vợ con đến nỗi tàn tật, đốt phá của cải rồi ân hận suốt đời. Cũng có người lắm lúc không làm chủ tánh nóng giận của mình, dẫn đến tình cốt nhục chia lìa, nghĩa vợ chồng phân ly, bản thân trở thành thù hận. Vì thế, Khổng Tử dạy: thiên tử không nhẫn, nước tiêu hư; chư hầu không nhẫn, mất thửa mạng; quan lại không nhẫn, bị hình phạt; vợ chồng không nhẫn, tình ý xa; anh em không nhẫn, chia lìa nhau; tự thân không nhẫn, họa đến thân. Ngài dạy tiếp: thiên tử nhẫn, nước không hư; chư hầu nhẫn, nên việc lớn; quan lại nhẫn, nên chức vị; vợ chồng nhẫn, tình chung thủy; anh em nhẫn, nhà giàu sang; bằng hữu nhẫn, danh không hư; tự thân nhẫn, không hỏa hoạn. Nhẫn, 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 tất cả ác chuyên dứt. Nhịn, 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 buông tay, ngàn họa đều tiêu. Tục ngữ có câu: một câu nhịn, 9 câu lành. Trên đời có nhiều người giận một cách phi lý. Như có một anh thợ mộc lỡ tay làm hư đồ liền nổi giận, miệng vừa nói tay vừa đập: mày hư, tao cho hư luôn. Vì thiếu đức kiên nhẫn nên biết bao người bỏ dở dang công việc giữa chừng một cách đáng tiếc. Đối với việc làm mà không khắc phục được thì làm sao hài hòa với những người cộng sự. Ngoài xã hội, chúng ta thường thấy những cuộc tranh tụng giữa hai bên cha mẹ, vợ chồng. Vì thiếu niềm tin nên xảy ra tranh cãi, kết quả là đưa đến khổ đau, đều do lòng cố chấp, bảo thủ, thấy lỗi người mà ra. Như bà vợ thì muốn ông chồng đừng uống rượu, hút thuốc, còn ông chồng lại bảo vợ đừng có cằn nhằn, ăn xài. Nhưng thử hỏi, tự bỏ cái tật của mình coi có được chăng? Nói như thế không có nghĩa là ai muốn làm gì mặc kệ. Nếu thấy việc chi không tốt, làm tốn hao tiền của sức lực, ta nên cố gắng khuyên nhắc lẫn nhau. Nếu không được, coi đó là nghiệp ráng nhẫn nhịn trả cho rồi, tranh cãi làm chi cho sanh sự lôi thôi. Như mẫu chuyện trong sách giáo dục gia đình nói, có anh chàng tên là Nhu, có cô vợ tánh tình hung dữ lại nói dai vô cùng. Việc không đáng cứ nói mãi, nhưng anh vẫn tự nhiên coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhờ hiểu đạo, lấy nghịch cảnh rèn luyện đức nhẫn nại, nên gia đình được bình yên. Sở dĩ con người ta đau khổ là vì không chấp nhận sự thật, vui chịu với nó. Thí dụ như ông bà thấy con cháu làm ồn, thời bực mình la rầy, chửi rủa, vô tình tập cho mình thói quen, lâu ngày thành nghiệp. Khi đó khó mà sửa đổi. Nếu chúng ta biết an nhẫn, lấy sự ồn ào của chúng làm vui, thì vẫn vui như thường. Cũng như cái nhà của mình đâu có hẹp, nhưng nếu chú rể về ở chung, thì anh chị em bên vợ cảm thấy chật, là vì tâm ích kỷ, hẹp hòi, che mờ lý trí, đạo đức, đánh mất hết tình nghĩa. Có nhiều người nói, nhìn kẻ có thế lực, lớn tuổi hơn mình, dễ hơn là nhìn những người yếu kém, nhỏ tuổi như con cháu. Quý vị nói như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn, mà nhẫn ở đây là chấp nhận và cảnh ngộ, nhìn chịu sự mắng nhiếc, khinh bỉ, kẻ yếu kém nhỏ tuổi hơn mình. Người như thế mới gọi là nhẫn nại cao quý. Trong Kinh A Hàm nói, xưa có trận giặc giữa Atula và Chư Thiên. Lúc đó, Đế Thích thắng trận, bắt được Atula Dương trói tại cột cờ. Atula Dương chửi mắng, nhục mạ Đế Thích đủ điều, nhưng Ngài vẫn nhẫn nại, không nói lại lời nào. Khi đó, người hầu Đế Thích bèn nói kệ: Tại sao Thiên Đế sợ, tự tỏ mình yếu kém, tu chất mắng trước điện, vẫn im lặng để nghe. Đế Thích đáp: Không phải ta sợ chúng đâu, mà vì ta nghe lời Phật dạy. Người nào có thế lực mà nhẫn nại sự chửi mắng của kẻ dưới tay mình, đó là người cao thượng, có sức hùng mạnh. Vì thế nên ta nhẫn nại. Bấy giờ, Đế Thích liền dùng bài kệ đáp lời người hầu: Nó chẳng có sức mạnh, ta nào có sợ chi, lẽ đâu hàng đại trí, cùng kẻ ngu tranh luận. Khi đó, người hầu đọc bài kệ trình Đế Thích: Nay không trị kẻ ngu, sợ sau này khó nhẫn, hãy trừng trị nó ngay, cho nó tự sửa lỗi. Bấy giờ, Đế Thích vì người hầu mà nói kệ: Người ngu không hiểu biết, cho ta là sợ hãi, ta quán đệ nhất nghĩa, nhẫn nhục là bậc nhất. Ác trong các điều ác, giới sân lại sinh sân, giới sân mà không sân là chiến thắng tột đỉnh. Nếu có người tranh luận, không đáp là hơn hết. Ta thường nói, người trí không tranh với kẻ ngu, ai tu hạnh từ bi, trí huệ không giận hờn, họ mắng, người trí nhịn, người trí thắng kẻ ngu. Phàm người có hai việc, vì mình và vì người, thấy người không tranh luận, cho là họ ngu ngốc. Nếu người có sức lớn, nhịn được người không sức, sức ấy là bậc nhất, hơn hết trong sự nhẫn. Người ngu bảo có sức, sức ấy không phải sức. Nếu người được sức nhẫn, sức ấy là vô địch. Đó là điều chúng ta cần biết để mở rộng lòng quảng đại, nhẫn nại. Vì nhẫn là pháp lành đệ nhất thế gian và xuất thế gian. Nhờ tu hạnh nhẫn, người Phật tử tại gia làm nên sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, yên vui, người xuất gia mau thành công đắc đạo. Như chuyện ông Thuấn, có cha là cổ tẩu, mẹ mất sớm nên cha cưới vợ kế, sanh được đứa con trai tên là Tượng. Bất hạnh cho ông Thuấn là thường bị mẹ ghẻ chửi mắng, đánh đập, hãm hại đủ cách. Một hôm, bà ta dùng lời đường mật nói với cổ tẩu, bảo Thuấn vào lịch sơn cày ruộng. Nghe lời vợ, cổ tẩu bảo Thuấn đến đó cày trong 3 ngày cho xong, nếu không xong thì trị tội. Ông Thuấn đến nơi, nhìn thửa ruộng mênh mông, cài 3 ngày làm sao rồi, liền òa lên khóc. Cảm động đất trời, voi trong rừng ra cày ruộng, chim xuống nhổ cỏ trong 3 ngày là xong, về phục lệnh cha. Vua Nghiêu nghe danh hiếu, liền cho mời Thuấn về triều, gả 2 cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, rồi nhường ngôi cho Thuấn lên làm vua. Lấy đức giáo dân nên thiên hạ được thái bình, âu ca lạc nghiệp. Cha nhu nhược, mẹ độc ác, em ngạo nghễ, nhưng ông Thuấn vẫn nhẫn nhịn, không hề oán trách. Nhờ thế gia đình được êm ấm, làm nên sự nghiệp và hiếu đạo. Gương lành của ông được sử sách lưu truyền đến nay. Hay là chuyện Ngài Thượng Quan nghe danh tổ Bồ Đề Đạt Ma, liền tìm đến chùa Thiếu Lâm. Thế tổ ngồi xoay mặt vào vách thạch động, Thượng Quan đứng chờ đến nửa đêm. Tuyết xuống ngập nửa ống chân. Tổ thấy thế liền hỏi: "Ngươi làm gì đứng đây?" "Bạch tổ sư, con cầu pháp." "Cầu pháp dễ thế sao?" Thượng Quan liền lấy gươm chặt đứt cánh tay dâng lên tổ, để tỏ lòng cương quyết cầu pháp. Tổ khen: "Ngươi có chí kiên nhẫn." Nên Ngài truyền y bát làm tổ thứ hai, pháp hiệu là Huệ Khả. Người học đạo nếu thiếu đức nhẫn nại, dễ thối chí, ngã lòng sa đọa. Như chuyện Độc Giác tiên nhân, vì một niệm sân không nhẫn được, mất hết 5 phép thần thông. Ông uất đầu Lam Phất, do sân bị đọa làm con chồn bay. Vua A Dục không dạt được cơn giận, sanh làm con rắn. Nên có câu: "Nhất sơn chi hỏa, nan thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm." Nghĩa là một đóm lửa sân nổi lên, đốt ta ngu mẫu rừng công đức. Thuở Phật còn tại thế, Ngài từng dạy tứ chúng: "Các con phải biết rằng sân hận rất nguy hiểm, còn hơn lửa dữ. Thường phải phòng hộ, đừng để chúng xâm nhập. Bởi tai hại của nó phá hoại các pháp lành, lẫn danh thơm tiếng tốt." Đúng như trong Kinh Trung Bộ nói, vào thời Đức Phật, có nữ gia chủ tên là Vedehika, nổi tiếng là người hiền thục, nên được người đời tán dương ca tụng. Đứa tớ gái Kali nói: "Chưa chắc. Sở dĩ bà ta hiền là vì chưa có ai làm trái ý. Để mình thử xem thật hư thế nào." Theo thường lệ, cô thức sớm quét dọn, dâng nước cho bà rửa mặt, điểm tâm. Hôm nay ngủ một giấc tới trưa. Bà thấy thế trợn mắt, nhưng cô vẫn tiếp tục làm như vậy đến 3-4 ngày. Bà ta nhẫn hết nổi, vào phòng lôi cô ra chửi mắng, sẵn tay lấy cây gài cửa đánh vào đầu, máu chảy lai láng. Cô tớ chạy ra đường khóc la: "Bà con cô bác ơi, lại đây mà xem, bà Vedehika đánh cho lỗ đầu." Kể từ đó, không còn ai gọi bà là người hiền nữa. Thế gian có vô số chuyện rắc rối không sao kể xiết, giống như cuồng chỉ rối. Chúng ta hãy cố gắng đề phòng, nhẫn nại để gỡ những cái guốc. Nếu bực tức bớt xé, rối càng thêm rối. Chính vì thiếu đức khiêm nhường nhẫn nại, nên có nhiều người hay than: Sao tôi sống ở đâu cũng không được?" Bởi vì họ quá đề cao, tự cho ta đây là tài trí hơn người. Không nhịn một tiếng, chẳng chịu thua một câu, thì thử hỏi sống ở đâu cho được. Nên có câu: "Người khôn ít nói nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, nhường trên một bước rộng đàn dễ đi. Việc người chớ nói làm chi, chuyện mình biết, vậy thì mới khôn." Hay là: "Nhẫn một tiếng thời sóng yên gió lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao." Thật vậy, nếu ai biết nhẫn nhịn thì trời đất rộng mênh mông, thông dong tự tại. Ngược lại, còn đấu tranh hơn thua thì khó mà đi đâu được. Kinh Pháp Cú nói: không trói buộc nào bằng ái dục, không khổ nào bằng khổ ngủ ấm, không ác nào bằng ác sân hận, không vui nào bằng vui niết bàn. Nên Phật dạy: nếu người nào ôm lòng sân hận là tự ngang thánh đạo, mất công đức lớn, đời này và đời sau không thấy được điều gì vui thú. Chúng ta hãy suy nghĩ qua câu chuyện trong kinh Hiền Ngu sau đây để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập, ngõ hầu ngăn ngừa quả xấu về sau. Chuyện kể vua Ba Tư Nạc có cô con gái tên là Kim Cương, thân hình sần sượng giống như da cóc, ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa. Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài, vì sợ người ta biết cho ông là người thất đức, nên mới có con như thế. Công chúa Kim Cương khi lớn lên tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lồng cá chậu, muốn đi đâu cũng không được. Thậm chí nghe nói Đức Phật ra đời, định đến nghe Pháp để tu hành vẫn không được. Một hôm nghe tỳ nữ nói: Phật có tam minh lục thông, chúng sanh khẩn cầu Ngài đều được cứu giúp. Công chúa liền bảo tỳ nữ mua sắm hương hoa, lập bàn hương án, hướng về Linh Cứu Sơn, thành tâm đảnh lễ cầu xin Phật từ bi chỉ giáo cho con biết cách tu hành, hóa giải ác nghiệp. Đồng bối tự tâm, Đức Phật dùng thần thông bay đến ngự trên hư không, hào quang sáng chói. Công chúa nhìn lên thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trong lòng vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này? Nhân đó Phật nói: hồi thời quá khứ có ông trưởng giả thường phát tâm cúng dường bố thí, vì muốn cho con gái tạo phước, nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến xin, liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí. Một hôm không may cho cô con gái gặp phải vì Đức Chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lở loét. Cô ta nổi giận sanh tâm kinh mạng, chê vì Đức Chi Phật là xấu xí hôi tanh, nên nhòm gớm phiền trách: Sớt bát rồi sao ông không mau đi, hôi quá chịu không nổi. Đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn, cô đều khi dễ, phỉ báng, khạc nhổ. Nói đến đây Phật bảo: Này Kim Cương, người con gái thuở đó chính là tiền kiếp của con, vì xem thường vị Bích Chi Phật và khinh khi những người bệnh hoạn dơ bẩn, mới bị quả báo thân hình thô xấu như thế. Nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường, nên nay được làm công chúa để hưởng phước khi xưa con đã tạo. Bạch Đức Thế Tôn, muốn chịu quá thân hình xấu xí này phải tu hạnh gì? Muốn hóa giải nó, con phải tu hạnh nhẫn nhục, trên kính dưới nhường, nói lời êm ái chân thiện, làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ. Đó là nhân lành kết thành quả tốt, thân hình xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng kính mến. Sau khi nghe Phật dạy xong, công chúa thành tâm sám hối phát nguyện: từ đây cho đến trọn đời, con không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn, nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào. Rồi chí thành đảnh lễ, chiêm ngưỡng Đức Phật 7 lần, tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp. Chúng ta giống như một họa công, muốn vẽ đẹp hay xấu tùy ý. Ai thực hành hạnh nhẫn nhục, từ bi hỷ xả, khiêm nhường, nói lời hiền hòa, là đang phát họa cho mình một bức chân dung tuyệt mỹ. Ngược lại, sân si, cống cao, ngạo mạn, nói lời thô tục, là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu. Nếu ai không tin, tha hồ sân si, nói càng, kiếp sau thân hình xấu xí, đi đâu cũng che đậy, sợ người ta thấy, đến khi đó ăn năn đã muộn. Người hay sân nó hiện ra tướng xấu, tự làm khổ mình và người khác, nên nó trổ ra quả xấu, khổ không thể tránh được. Thật vậy, mỗi khi sân hận nổi lên, quý vị xoay gương coi đẹp hay xấu. Có người giận quá, mặt tái xanh, tay chân run rẩy, đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, giọng nói ngập ngừng. Đó là nguyên nhân đau tim, tăng huyết áp, đứt mạch máu mà chết. Sở dĩ chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nhờ trong quá trình tu Bồ Tát đạo, quý ngài giữ gìn giới luật, thực hành nhẫn nhục, ba la mật, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh, nên được đầy đủ phước tướng trang nghiêm như thế. Chúng ta cũng thấy, người nào tu hạnh, nhẫn thì nhan sắc diệu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế, đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai, hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận, nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ, chẳng cho nó xâm nhập vào tâm. Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương. Như thế rất tầm thường, nhiều người làm được. Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ, oán thù. Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục, chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng. Dù bị chửi mắng, đánh đập, giết hại, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên, với tấm lòng bao dung, dị tha, khiến cho đối phương an lạc, xua tan đi nỗi hận thù, xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày, nêu gương làm cho nhân loại. Bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ, khen chê thương ghét mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều, mưa trời nào lệ rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh. Thiện pháp. Kinh Pháp Cú nói: chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài. Thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công oanh liệt ấy ai dám bì. Người thế gian nhẫn khác người tu, vì sức yếu thế cô phải nhịn, nhưng trong lòng rất căm hận, chờ cơ hội báo oán. Hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được, bởi tiền bạc che lấp sự bất công, vì danh dự tông môn, gia đình phải nhịn cho yên thân, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt, nên hết sức khổ đau. Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú Phật dạy: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Với hận, diệt hận thù, đời này không thể được. Không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ, tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa. Xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố, nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói: trì trai khổ hạnh, không thể bị kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì, tai gác mặt lì, chịu cay đắng, tu hành mới giỏi. Hay là, người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La: muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và hạt nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc, an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La, từ, bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Dĩ có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Còn phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp nhiệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung, nhẫn nhục như bùn đất. Dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàn Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bài tiệc ăn uống, đàn ca, múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàn Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Và như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng huyễn nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn dục. Hạnh nhẫn dục là thế nào? Hạnh nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi! Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Dương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ! Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đẫm cả hai má. Nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế, Ca Lợi vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không? Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại vương, nếu tôi có lỗi, bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm! Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng, nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại vương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây, tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của Ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên Ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hễ nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can tường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả vai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua, lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn việc phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng, chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa, quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi, danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ, la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ muốn cho thân tâm thanh tịnh mau thành Phật quả. Kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tọa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hành nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm, Ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: Này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác. Con đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi. Khi đó, con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt, vì chưa lấy cây, đá, đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: Hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng. Nên có câu: Con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có 3 lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người 4 nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa thượng Giác Nhiên. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tử nói: nhu thắng cương. Hòa thượng Giác Huệ nói: con hãy thương những kẻ chẳng thương con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn diệu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn nhục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật. Sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu. Họ nói, gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa, nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình. Hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này, để khỏi phải ăn năn hối hận vì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gay, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy kinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên Cổ Đức dạy rằng, ác thứ 9, lửa sân luật tiếp. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà ngăn ngừa trước, tánh sân nộ thường làm bạo ngược. Nên loài người ở cõi thế gian, giận hờn nhau, thù oán dễ dàng, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang dõng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi, đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho ta là thật, các pháp là thật, từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau. Trong lịch sử của nhân loại, có những trang sử đẫm máu, như vào thế kỷ 20, trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, có vô số người gục ngã trên chiến trường và những nạn diệt chủng dã man thảm khốc. Đã có hàng triệu người đã nằm xuống vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Trên thế giới có đầy dẫy những điều nghi kỵ thù hằn. Chính vì thế mới xảy ra những cuộc chiến tàn khốc, tang thương khổ đau. Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận. Kệ tụng: chúng sanh luôn chịu trăm ngàn khổ, các bệnh luôn luôn đến não hại. Giặc chết rình rập thường muốn giết, tại sao không tu lo não hại? Chê bai mưu hại không nhân từ, hại người chưa được tự mang họa. Ta nay là người cầu học đạo, mà sanh nóng giận não hại người. Phải biết ác này tội rất nặng, tật đố tự phá cội công đức. Tâm từ tùy hỷ sanh phước lành, muốn thoát bể khổ phải tu hành. Bao nhiêu công đức trang nghiêm thân, nếu không trì giới thiền đa văn. Thân tâm khổ ách không cùng tận. Trên đường đời để chông gai gập ghềnh, chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng, muốn cho những đụng chạm bớt đi. Các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu, mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở, cáu kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh, dị ung. Chẳng khác nào cây tùng cứng cỏi phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được, là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại, phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến ong, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết. Hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than gian, oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tiếp Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Gitiyapapata, khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng Ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt, nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên Ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hán. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng Ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên Ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ, quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hán. Tiếp trên gửi khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cạnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn.